Theo hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 43 của Thành ủy cùng các chủ trương mới của thành phố về chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn, huyện Hòa Vang đã xác định phải sáng tạo, chủ động, an toàn với dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế. Theo đó, lãnh đạo huyện Hòa Vang đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch từ cuối tháng 7 đến nay. Thời gian đến để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, huyện Hòa Vang đã xác định phải thích ứng và có phương thức hoạt động phù hợp trong điều kiện còn dịch COVID-19. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự phòng và sẵn sàng sống chung với dịch trong dân dân, xác định từng lĩnh vực kinh tế để có giải pháp khôi phục sản xuất thích hợp, tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và thúc đẩy giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản.